cái văn hóa người Việt là từ cổ xưa đến nay ấy, là văn hóa là nho, nho giáo học, lấy chữ học đạo làm đầu. Thì đây đấy, nó thể hiện đấy cái sự bền vững của một cây đại thụ. Nhưng mà các cụ cao niên là người đọc sách, và một trong những cái mà tích đấy thì là tích gì, đánh cờ uống rượu là cũng một trong những cái tích đấy, là một cái văn hóa là của xa xưa để lại, cũng như bây giờ cái văn hóa của anh em chơi cây mà thỉnh thoảng gặp nhau là cũng giao lưu đấy. Nó có cái đấy, cây thì nó gắn liền với tiêu phu đấy, nó được thể hiện đấy là cái gì, đây là ông cụ đấy, đi lấy củ, nó thể hiện cái rất thiên nhiên quá tuyệt vời đấy. Thì ở bên dưới những gốc cây đại thụ thì có những cái chú trâu bạc là nằm nghỉ ngơi đấy. Xa xa hơn nữa tức là hình ảnh của Phật đấy, tức là cũng đọc sách đấy, nghỉ ngơi đấy, thể hiện một cái sự là nó rất thư thái. Thì với cái tác phẩm này là thì tôi yêu nó nhất, bởi vì nó rất chỉn chu. Thực ra cái bốn con vật linh của người Việt đấy, long ly quy phục thì là vật rất quý. Nhưng khi tác phẩm này hoàn thiện rồi đấy, và bản thân nó đấy là sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em, thì bất cứ một cái gì mà người ta gọi là cái dấu ấn linh thiêng á, thì người Việt là có một cái điều đấy là hay để là cái con tỷ hữu đấy, thì coi như đấy nó là cũng là một cái con vật linh đấy, để nó coi như là luôn luôn coi như là án ngữ ở chỗ này, nhưng mà thực tế là coi như là để bảo vệ đấy, đấy là con vật linh này bảo vệ đấy, coi như là tác phẩm bao hàm đọc sách dưới gốc cây này, đánh cờ dưới gốc cây này, và hai con nghê đấy, để hai bên thì để nó tỷ lệ, tức là tác phẩm đấy, tức là nó càng chi tiết thì nó đều thể hiện được cái đẳng cấp của nó. Ở phía bên đấy là thì đồng quê ấy, thì ở ven đê ấy, đấy, tức là ven sông thì gồm có các cái đình chùa miếu mạo đấy, thì xin báo cáo với cả nhà là đấy, chùa thì bên ngoài là có hai con nghê, bên trong có tượng Phật, đồng ruộng của người Việt. Đấy, đây là một cặp trâu. Con trâu cái thì đang nằm nghỉ ngơi, con trâu đực đấy thì đang ngắm nhìn cô gái, nhưng mà mắt vẫn cứ đang ngước lên đấy, để xem có đối thủ nào coi như là đến là ve vãn. Và phía sau của đình chùa đấy thì bao giờ cũng có gọi là cửa hậu. Đấy, và luôn luôn thể hiện đấy là nó vẫn có đường đi. Đã là tiểu cảnh thì là tiểu cảnh phải là sống động, có nghĩa rằng đấy nó là di tích chứ không phải phế tích. Thế thì cũng nhiều bạn là khi mà đã cũng làm chùa rồi làm tiểu cảnh nhá, thì để dễ cho nó trùm hết đường đi, rồi nó không còn cái không gian, tức là nhìn vào một cái tiểu cảnh đấy là mình phải thấy sự sống động và nó đang hoạt động bình thường đấy, có người đi có người đến, tức là nó thể hiện được cái sống động. Thế thì đây là một cái tác phẩm mà tôi và nhiều người là rất tâm huyết, có thể nói là đến giờ phút này á thì nó đã đạt được đấy một cái tiêu chí và một cái ý tưởng ấp ủ của tôi là hơn chục năm nay. Nó mang tính đấy sự đầm ấm đoàn kết của tất cả các vùng miền của đất nước, và tôi đặt nó là tác phẩm hồn xưa để thể hiện được đấy, là người Việt đến giờ phút này luôn luôn nhớ đến cái lịch sử của dân tộc.